Huy xin kính chào tất cả các chị và các bạn đang theo dõi kênh Xe Cũ Miền Nam. Thì hôm nay Huy sẽ giới thiệu cho các anh chị và các bạn một sản phẩm mới vừa về tại công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng bên Huy nha các anh chị. Đây là chiếc xe Toyota Innova số sàn được sản xuất vào năm 2016. Tháng 5 2016 thì chủ xe mua xe tại TT Samco và bảo trì bảo dưỡng rất là đúng định kỳ, cứ mỗi 5.000 cây số là chủ xe đưa xe vào hãng bảo dưỡng. Lăng nhăng nhất là 96.050 cây số thì chủ xe có bảo dưỡng bên Huy ngày 21 tháng 1 năm 2022, và hiện tại thì xe được 96.130 cây số nha các anh chị. Gia đình sử dụng đi rất là kỹ luôn, và Huy sẽ mời các anh chị cùng Huy xem chi tiết về sản phẩm 2016. Xe số sàn còn rất là đẹp các anh chị, nhìn anh chị nhìn cụm đèn ha, khe hở với các chi tiết. Bên Huy về làm Maruguri, bên Huy tiến hành sơn cái cản lại các anh chị. Đây những cái ốp mặt chrome rồi ga lăng đó, những chi tiết nhựa để các anh chị đó, rất là đẹp. Xe này full lịch sử hãng luôn các anh chị, cứ mỗi 5.000 cây số là chủ xe đưa xe đến hãng bảo dưỡng, và tình trạng ngoại thất của xe còn rất là đẹp. Xe khách hàng ở quận 2 các anh chị, cá nhân đứng tên sử dụng đi giữ kỹ lắm, cực kỳ kỹ luôn. Xe này bên Huy mới vừa lái về ngày chiều ngày hôm qua đó, khẽ ở giữa đây vỏ anh chị, này vỏ còn rất là dày đó, mâm anh chị nhìn đẹp. Xe này thì chủ xe cũng mới thay vỏ năm này tuần thứ 9 của năm 2019 các anh chị đó, nhưng mà anh chị nhìn thấy ghe vỏ này rất là dày. Xe này gia đình đi giữ kỹ lắm anh chị, xem qua xe này anh chị sẽ thích vì cái chất xe anh chị nó rất là đẹp, cái độ sơn của nó, cái sơn rinh của nó cũng còn rất là nhiều luôn anh chị. Gia đình đi sử dụng kỹ đó, những chi tiết nhựa này anh chị nhìn nè đó, và đây đặc biệt là những cái chi tiết này anh chị, xe nào mà chạy nhiều đậu ngoài nắng nhiều á nó sẽ bị lão hóa và nó bị nổ nhìn nó sẽ rất là xấu. Nhưng mà xe này anh chị nhìn ha, những cái tem đề can này anh chị nhìn không, rất là đẹp. Xe được dán phim hết rồi các anh chị đó, tay nắm cửa mặt rồi sáng bóng luôn. Anh chị nhìn những cái viền đây đó. Đây đặc biệt là những cái ron, anh chị nào mà để ý á, là những cái xe mà chạy nhiều á, anh chị nhìn những cái ron này nó sẽ bị nứt và xe không giữ kỹ nó sẽ bị nứt, lão hóa và chai đó. Gầm bệ thì anh chị yên tâm nha, bên Huy đã kiểm tra rất là kỹ rồi. Với những sản phẩm bên Huy thì luôn cam kết là xe không bị đâm đụng, không bị ngập nước nha anh chị, bằng văn bản. Và đối với những cái sản phẩm như thế này thì bên Huy sẽ bảo hành động cơ và hộp số 1 năm 20.000 cây số. Anh chị yên tâm hoàn toàn yên tâm nha anh chị. Và cuối video Huy sẽ cập nhật cho anh chị cái lịch sử bảo trì bảo dưỡng của xe để anh chị yên tâm về sản phẩm cũng như là cái vấn đề bảo trì bảo dưỡng của khách. Đó, sơ cua anh chị nhìn không? Nó rất là dài. Thực sự là hiếm khi bên Huy mới có những cái sản phẩm mà chất lượng 2016 như thế này. Thường Innova số sàn thì hay chạy dịch vụ các anh chị, nhưng mà xe này thì gia đình đi sử dụng kỹ, cho nên là chất xe còn rất là đẹp luôn anh chị. Đó, anh chị xem đó, những chi tiết này, đèn này anh chị nhìn nó không có bị răng nứt và bị mờ đâu nha các anh chị. Đó, gặp mưa đó, mọi thứ là còn rất là đẹp luôn các anh chị. Bảo dưỡng gần đây nhất tại công ty Minh Huy, cho nên Minh Huy có dán cái tem HT ở phía sau. Sơ bộ phần ngoại thất cho anh chị và các bạn mình nắm, để anh chị nào có nhu cầu thì liên hệ sớm để mình sở hữu chiếc xe này anh chị. Xe này thì như Huy trao đổi đó, anh chị nào tin ý anh chị sẽ thấy được những cái chi tiết bằng nhựa này đó, qua thời gian chủ xe giữ kỹ, ô đô chuẩn luôn và bảo trì bảo dưỡng đều. Cho nên một tí Huy sẽ mời các anh chị cùng với Huy mình xem về cái phần động cơ cũng như là nội thất bên trong của sản phẩm. Ok, hiện tại sản phẩm đang được chào bán với giá là 418 triệu nha các anh chị, khá là phù hợp, và sản phẩm vẫn được sự hỗ trợ của ngân hàng nha các anh chị nha. Anh chị nào mà đang thiếu tài chính thì liên hệ Huy sẽ hỗ trợ các anh chị về vấn đề ngân hàng luôn. Ok, rồi mình sẽ đi xem nội thất bên trong ạ. Huy mời các anh chị và các bạn cùng với Huy mình xem chi tiết phần nội thất bên trong. Đây anh chị, phần tắp bi cốp sau đó, anh chị nhìn keo trùng
mọi thứ còn rất là đẹp luôn các anh chị, chỉnh chu nha. Xe này có trang bị DVD và trang bị hệ thống camera ở phía sau các anh chị. Đây, đây là con mắt camera ở trên trần đó, bọc trần 5D anh chị nhìn ha, hài hòa với cái không gian nội thất bên trong. Toyota Innova rộng rãi, gia đình sử dụng, đi kỹ, anh chị cùng vui mình đi xem, mình soi chi tiết ha, chi tiết về cái sản phẩm đó, anh chị nhìn ha, 2016 ha, gia đình đi đó. Đó, những cái dấu son từ nhà máy còn hết anh chị. Đây, những vị trí này nó không bị chạy xước gì nhiều. Xe mới lái về, bên Huy sẽ tiến hành làm maruguri. Anh chị nhìn những cái nắp này anh chị thấy ha. Đó, cực kỳ chất lượng nha anh chị. Ti cốp nè, sáng bóng luôn. Hai đồ nghề. Đó, anh chị nhìn nè, mới toanh, thực sự hiếm lắm ở bên Huy mới có một chiếc xe 2016 mà gia đình sử dụng số sàn anh chị. Đó, anh chị mua những cái sản phẩm này về mình tiết kiệm được khá nhiều chi phí. Anh chị muốn đầu tư chạy dịch vụ hay là chạy gia đình gì á, sau này khoảng thời gian anh chị bán lại cũng đỡ ha, đỡ bị sụt giá. Đó, anh chị nhìn đây, những vị trí tựa tay anh chị nhìn không? Đó. Mới toan, đây là sơn zin nha, những cái ốp này zin, zin. Đó, những vị trí này thì bên Huy tháo ra để tiến hành làm đẹp các anh chị. Ok. Đó, ghế già hết rồi, anh chị về chỉ việc sử dụng thôi. Anh chị nhìn ha. Đó. Kiếm đâu ra một chiếc xe Fortuner, một chiếc xe Innova số sàn 2016 mà lung linh như sản phẩm này. Đó, anh chị nhìn những cái tựa tay này anh chị thấy không? Anh chị nào mà đã chạy xe Innova rồi anh chị sẽ cảm nhận được cái chất lượng của chiếc xe này có đúng như những gì Huy mô tả hay không. Đó, anh chị xem. Đó, những cái vị trí tựa tay này anh chị, thường là những cái xe 2016 là nó mòn lẳng hết chứ không có có đẹp như thế này đâu các anh chị. Và đây thực sự là một cái mẫu xe khá là hiếm, 2016 nha. Đó, rất là hiếm gia đình sử dụng. Đó, ghế anh chị nhìn nè, đó anh chị nhìn không, đâu có mòn gì đâu, còn bằng đập thắng, bằng đập ga này. Đó, anh chị xem. Một tí nữa cuối cái video Huy sẽ cập nhật cho anh chị cái nội dung bảo trì bảo dưỡng của khách rất là kỹ luôn anh chị, đúng chuẩn Odo 96.000 cây số. Đó, những vị trí này anh chị thấy không, không bị mòn. Anh chị nào mà có kinh nghiệm trong vấn đề mà mua bán xe hoặc là coi xe đó, xem xe thì anh chị sẽ thấy được và cảm nhận được cái chất xe đó, không có bị gọi như là mòn. Đó, còn mọi thứ anh chị rất chỉnh chu luôn. 2016 nha các anh chị, 2016 với một số tiền chỉ có 418 triệu thôi các anh chị, sở hữu một chiếc xe đúng chất của nó. Ok rồi, biển số thành phố nha, và Huy nổ máy cho anh chị xem. Đó, nổ rất là êm luôn anh chị. Đây, đó, những vị trí xung quanh chìa khóa này anh chị nhìn này, nó rất là đẹp, nó đâu có bị trầy gì nhiều. Xe nào mà sử dụng nhiều á, mà sử dụng không kỹ đó, nó sẽ bị trầy các anh chị. DVD luôn, đó, những cái núm này anh chị nhìn thấy không? Thực sự là rất là đẹp. Rồi Huy mời các anh chị cùng Huy mình đi xem qua về phần động cơ nha các anh chị. Mọi thứ khá là chỉnh chu. Động cơ anh chị nhìn nè, đó, xe bảo dưỡng đều. Anh chị nhìn cái động cơ nó có khác không? Khá là đẹp. Và đối với động cơ thì bên Huy sẽ bảo hành cho khách là 1 năm 20.000 cây số. Đó, cho nên anh chị yên tâm, xe này chủ xe bảo dưỡng đều, cực kỳ kỹ tại hãng luôn anh chị. Thực sự rất là hiếm có những cái sản phẩm như thế này về tại công ty bên Huy. Giá bán thì chỉ có 418 triệu thôi các anh chị, phù hợp với rất là nhiều những cái khách hàng đang có nhu cầu mua xe về sử dụng. Cho nên anh chị nào có nhu cầu thì liên hệ sớm để Huy tư vấn rõ hơn về giá cũng như là về thủ tục để sử dụng sản phẩm nha các anh chị. Và Huy xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các anh chị đã dành thời gian theo dõi video. Huy xin kính chào và hẹn gặp lại các anh chị trong những video tiếp theo. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc dưới bên phải màn hình. Huy sẽ cập nhật cho các anh chị những cái sản phẩm mới khi mà về tại công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng bên Huy. Rồi, Huy xin kính chào và hẹn gặp lại các anh chị ạ.